năm loài động vật hoang dã châu Phi nguy hiểm nhất. Thứ năm là loài rắn mamba đen. Bạn có biết rằng rắn mamba đen là loài rắn độc nguy hiểm nhất châu Phi và cũng là loài rắn nhanh nhất thế giới? Hãy cùng tôi khám phá về cuộc sống, hành vi và nọc độc của loài rắn này trong video này. Rắn mamba đen là một loài rắn độc đặc hữu tại châu Phi hạ Sahara. Tên gọi phổ biến của loài này không bắt nguồn từ màu sắc vảy rắn, mà do màu sắc đen như mực bên trong vòm miệng rắn. Đây là loài rắn độc dài nhất tại lục địa châu Phi, với chiều dài đặc thù có phạm vi từ 2m đến 3m và lên đến 4,3-4,5m. Rắn mamba ba đen thường sống ở các khu vực khô cằn như đồng cỏ, rừng thưa, đồi núi đá. Chúng là loài rắn cư trú trên cây, nhưng cũng thích xây hang ổ trên mặt đất. Chúng là động vật hoạt động ban ngày, săn mồi bằng cách mai phục hoặc đuổi theo. Chúng ăn chủ yếu là các loài động vật có vú nhỏ, như chuột, sóc, vượn và cả các loài rắn khác. Rắn mamba đen sinh sản hàng năm, thường giao phối vào mùa xuân, đẻ trứng vào mùa hè và con non sẽ nở ra vào mùa thu. Rắn cái mỗi lần đẻ khoảng từ 6 đến 17 trứng, thai kỳ kéo dài sắp xỉ 80 đến 90 ngày. Rắn mamba non nhạt màu hơn rắn trưởng thành và tối màu dần theo tuổi tác. Nọc độc của rắn mamba đen chứa độc tính cao, có khả năng gây bất tỉnh ở người trong vòng 45 phút hoặc ít hơn. Nếu không có chất kháng nọc độc hiệu quả để điều trị, tử vong thường xảy ra trong khoảng 7 đến 15 giờ. Nọc độc chủ yếu thuộc nhóm neurotoxin, đặc biệt chứa dendrotoxin, có tác dụng làm ức chế hoạt động của hệ thần kinh trung ương, gây liệt cơ, suy hô hấp và tim mạch. Rắn mâm ba đen có khả năng tấn công trong cự ly đáng kể và đôi khi có thể thực hiện một loạt vết cắn nhanh chóng nối tiếp nhau. Mỗi lần cắn, chúng có thể tiêm vào nạn nhân từ 100 đến 400 mg nọc độc trong khi chỉ cần 10 đến 15 mg là đủ để giết chết một người lớn. Rắn mâm ba đen cũng rất hung hăng và bảo vệ lãnh thổ của mình. Chúng thường cố trốn tránh khỏi con người trừ khi bị đe dọa hoặc bị dồn vào đường cùng. Khi bị kích động, chúng sẽ nâng cao phần đầu và cổ, mở rộng vòm miệng để hiện ra màu đen và phát ra tiếng huyết sáo. Rắn mâm ba đen là một loài rắn đáng sợ và nguy hiểm, nhưng cũng là một loài rắn đẹp và ấn tượng. Chúng là một phần quan trọng của hệ sinh thái châu Phi và cần được bảo vệ và tôn trọng. Nếu bạn gặp phải rắn mamba đen, hãy cố gắng giữ khoảng cách an toàn, không làm phiền hoặc khiêu khích chúng và tìm kiếm sự trợ giúp y tế ngay lập tức nếu bị cắn. Kênh hành trình bảo tồn, thứ bốn trâu rừng châu Phi là một loài động vật lớn, cường tráng và hung hăng, có thể chạy với tốc độ 50 đến 60 km h và hút chết hơn 200 người mỗi năm. Hãy cùng tôi tìm hiểu về đặc điểm sinh học và hành vi của loài trâu này trong video này. Trâu rừng châu Phi là một loài động vật có vú thuộc họ trâu bò, sống ở các khu vực đồng cỏ, rừng thưa và đầm lầy của châu Phi hạt Sahara. Chúng có chiều dài từ đầu đến đuôi khoảng 2,4 đến 3,5 mét và chiều cao tới vai từ 1,2 đến 1,8 mét. Trọng lượng của trâu rừng châu Phi khoảng từ 400 đến 900 kg, con đực thường lớn hơn con cái. Chúng có bộ lông màu đen hoặc nâu sẫm đầu thấp và sừng lớn. Sừng của trâu được hợp nhất tại gốc sừng, tạo thành một lá trắng xương liên tiếp được gọi là cái bướu. Từ gốc sừng, sừng rẽ ra hướng xuống dưới, sau đó nhẹ nhàng cong lên trên và hướng ra ngoài. Khoảng cách giữa hai đầu sừng có thể đạt trên một mét. Sừng của trâu cái nhỏ hơn và cái bướu ít nổi bật hơn. Trâu rừng châu phi là loài động vật ăn cỏ, ăn chủ yếu là cỏ và lá cây. Chúng có thể ăn được nhiều loại cỏ khác nhau kể cả những loại cỏ có chứa chất độc, chúng cũng có thể ăn được những loại cây có vỏ gai như cây keo hay cây mì tây. Chúng thường ăn vào buổi sáng và buổi chiều, nghỉ ngơi vào buổi trưa. Chúng cần uống nước mỗi ngày nên thường sống gần các nguồn nước như sông, hồ hay đầm lầy. Châu rừng châu phi là loài động vật sống theo đàn, có thể có từ vài chục đến vài trăm con. Chúng có hệ thống xã hội phức tạp với nhiều nhóm nhỏ khác nhau. Có ba loại nhóm chính là nhóm đực nhóm cái và nhóm hỗn hợp. Nhóm đực chỉ gồm những con đực trưởng thành, sống riêng biệt và thường ít giao tiếp với nhau. Nhóm cái gồm những con cái và con non, sống gắn bó với nhau và có mối quan hệ mẹ con lâu dài. Nhóm hỗn hợp gồm những con đực và cái ở độ tuổi sinh sản, thường gặp nhau vào mùa giao phối. Trong mỗi nhóm, có một con đực hoặc cái thống trị, dựa trên kích thước, sức mạnh và kinh nghiệm. Châu rừng châu Phi là loài động vật hung hăng và bảo vệ lẫn nhau có thể chống trả lại những kẻ săn mồi như sư tử hay báo hoa mai. Chúng cũng có thể tấn công con người nếu cảm thấy bị đe dọa hoặc bị làm phiền. Chúng có thể chạy với tốc độ 50 đến 60 km trên giờ và dùng sừng cong dài để đâm xuyên kẻ thù. Chúng được cho là đã hút và giết chết hơn 200 người mỗi năm. Trâu rừng châu Phi không là tổ tiên của bò nhà và chỉ có họ hàng xa với nhiều loài trâu bò lớn khác. Do tính khí không thể đoán trước, trâu rừng châu Phi rất nguy hiểm với con người. Loài trâu này chưa bao giờ được thuần hóa, không giống trâu nước ở châu Á. Trừ con người, trâu rừng châu Phi chỉ có một vài kẻ thù trong tự nhiên và có đủ khả năng phòng vệ bản thân. Là một thành viên của năm loài thú săn lớn, châu rừng châu phi là chiến lợi phẩm có nhu cầu lớn đối với hoạt động săn bắn hợp pháp của con người. kinh hành trình bảo tồn thứ ba là sư tử một loài mèo lớn nhất châu phi và là loài động vật ăn thịt đỉnh cao của vùng đồng cỏ. hãy cùng tôi khám phá về đặc điểm sinh học và hành vi của loài sư tử này trong video này. sư tử là một loài động vật có hú thuộc họ mèo sống ở châu phi hạ sahara và châu á nơi quần thể còn sót lại cư ngụ ở vườn quốc gia rừng GIR thuộc Ấn Độ. Chúng có chiều dài từ đầu đến đuôi khoảng 2,4 đến 3,3 m và chiều cao tới vai từ 0,9 đến 1,2 m Trọng lượng của sư tử khoảng từ 120 đến 250 kg, con đực thường lớn hơn con cái. Chúng có bộ lông màu vàng nhạt hoặc nâu nhạt, đầu lớn và sừng mọc ở hai bên hàm. Sừng của sư tử được dài từ 8 đến 10 cm, con sừng của sư tử cái chỉ dài từ 3 đến 6 cm. Sư tử được có bờm lông dài và dày ở cổ và đầu, màu sắc có thể từ vàng nhạt đến đen. Sư tử là loài động vật ăn thịt, săn bắt các loài động vật ăn cỏ lớn như hươu, linh dương, ngựa vằn hay thậm chí là voi và tê giác. Chúng thường săn mồi vào ban đêm hoặc ban mai, bằng cách mai phục hoặc rượt đuổi. Chúng có thể chạy với tốc độ 80 km h và dùng nanh sắc nhọn để cắn gãy cổ họng con mồi. Sư tử thường săn mồi theo nhóm, với sự phối hợp và phân công rõ ràng giữa các thành viên. Sư tử cái thường là người chủ động trong việc săn mồi, trong khi sư tử được thường đứng khác và bảo vệ lãnh thổ. Sư tử là loài động vật sống theo bầy đàn, có thể có từ 3 đến 4 mươi con. Chúng có hệ thống xã hội phức tạp với nhiều mối quan hệ khác nhau. Một bầy đàn sư tử thường bao gồm một hoặc hai con được trưởng thành, nhiều con cái và con non sư tử đực thường là anh em ruột hoặc có quan hệ họ hàng cùng nhau chiếm lấy và bảo vệ một lãnh thổ và một bầy đàn sư tử cái sư tử cái thường là những con cái sinh ra trong bầy đàn và ở lại với bầy đàn suốt đời sư tử non được chăm sóc bởi tất cả các con cái trong bầy đàn không chỉ riêng mẹ của chúng sư tử là loài động vật có khả năng giao tiếp phong phú bằng cả âm thanh cử chỉ và nước tiểu chúng có thể phát ra nhiều loại tiếng kêu khác nhau như gầm gừ rống, kêu nhỏ, kêu lớn, kêu gọi, kêu đe dọa hay kêu đánh nhau. Chúng cũng có thể dùng cử chỉ bằng đầu, đuôi, mắt hay tai để bày tỏ tâm trạng hay ý định. Chúng cũng có thể đánh dấu lãnh thổ bằng nước tiểu hoặc phân để thông báo cho các bầy đàn khác về sự hiện diện của chúng. Sư tử là một loài động vật quý giá và biểu tượng của châu Phi, nhưng cũng đang đối mặt với nhiều nguy cơ bảo tồn. Số lượng sư tử đã giảm đáng kể trong những thập kỷ qua. Do mất môi trường sống, săn bắn trái phép, xung đột với con người và bệnh tật. Hiện nay, chỉ còn khoảng 20.000 con sư tử còn sống ở châu Phi và khoảng 500 con ở châu Á. Các dự án bảo tồn sư tử đang được triển khai ở nhiều nơi, nhằm bảo vệ và phục hồi quần thể sư tử, cũng như nâng cao nhận thức và tôn trọng của con người đối với loài sư tử. Kênh hành trình bảo tồn, thứ hai báo hoa mai là loài mèo nhanh nhất thế giới có thể chạy với tốc độ 112 km h Hãy cùng tôi tìm hiểu về đặc điểm, sinh học và hành vi của loài báo này trong video này. Báo hoa mai là một loài động vật có vú thuộc họ mèo, sống ở châu Phi và châu Á. Chúng có chiều dài từ đầu đến đuôi khoảng 2,1 đến 3,5 mét và chiều cao tới vai từ 0,7 đến 0,8 mét. Trọng lượng của báo hoa mai khoảng từ 28 đến 90 kg, con đực thường lớn hơn con cái. Chúng có bộ lông màu vàng nhạt hoặc nâu nhạt, có những đốm đen hình hoa mai trên cơ thể. Đốm của báo hoa mai có chức năng ngụy trang, giúp chúng ẩn nấp trong môi trường sống. Báo hoa mai cũng có một loại biến thể màu đen, được gọi là báo đen, do có gen hắc tố bị đột biến. Báo hoa mai là loài động vật ăn thịt, săn bắt các loài động vật nhỏ như côn trùng, thú gặm nhấm hay các loài động vật lớn như hươu, nai, linh dương. Chúng thường săn mồi vào ban ngày bằng cách ẩn nấp và chờ đợi thời cơ để tấn công con mồi một cách chớp nhoáng. Chúng có thể chạy với tốc độ 112 km h và dùng nanh sắc nhọn để cắn vào cổ hoặc đầu của con mồi. Báo hoa mai thường săn mồi một mình, nhưng đôi khi cũng có thể hợp tác với nhau để săn mồi lớn hơn. Báo hoa mai thường mang con mồi lên cây cao để tránh bị cướp mất bởi các kẻ săn mồi khác. Báo hoa mai là loài động vật sống đơn độc, chỉ gặp nhau vào mùa giao phối. Chúng có lãnh thổ riêng và đánh dấu bằng nước tiểu, phân hoặc cào móng. Chúng có thể giao tiếp bằng cả âm thanh, cử chỉ và nước hoa. Chúng có thể phát ra nhiều loại tiếng kêu khác nhau, như gầm gừ, rống, kêu nhỏ, kêu lớn, kêu gọi, kêu đe dọa hay kêu đánh nhau. Chúng cũng có thể dùng cử chỉ bằng đầu, đuôi, mắt hay tai để bày tỏ tâm trạng hay ý định. Chúng cũng có thể phát ra nước hoa để thu hút bạn tình hoặc cảnh báo kẻ thù. Báo hoa mai là loài động vật sinh sản hàng năm, thường giao phối vào mùa xuân hoặc mùa hè. Báo cái mang thai trong khoảng 90 đến 105 ngày và đẻ từ 1 đến 6 con, trung bình là 2 đến 3 con. Báo hoa mai non có bộ lông màu xám hoặc nâu sẫm, có những đốm đen rõ ràng. Chúng được mẹ nuôi dưỡng và bảo vệ trong 18 đến 24 tháng. Báo hoa mai trưởng thành vào khoảng 2 đến 3 tuổi và có thể sống đến 12 đến 17 tuổi trong tự nhiên. Báo hoa mai là một loài động vật đẹp và ấn tượng, nhưng cũng đang đối mặt với nhiều nguy cơ bảo tồn. Số lượng báo hoa mai đã giảm đáng kể trong những thập kỷ qua do mất môi trường sống, săn bắn trái phép, xung đột với con người và bệnh tật. Hiện nay, chỉ còn khoảng 50.000 con báo hoa mai còn sống ở châu Phi và khoảng 4.500 con ở châu Á. Các dự án bảo tồn báo hoa mai đang được triển khai ở nhiều nơi nhằm bảo vệ và phục hồi quần thể báo hoa mai cũng như nâng cao nhận thức và tôn trọng của con người đối với loài báo hoa mai. Kênh hành trình bảo tồn, đứng thứ nhất là voi châu Phi là loài động vật có vú lớn nhất thế giới, có thể nặng lên đến 6 tấn và có vòi có thể dùng để nắm, bắt, hút, thổi, uống và tắm. Hãy cùng tôi khám phá về đặc điểm, sinh học và hành vi của loài voi này trong video này. Voi châu Phi là một loài động vật có vú thuộc họ voi, sống ở châu Phi hạ Sahara. Chúng có chiều dài từ đầu đến đuôi khoảng 2,4 đến 3,5 m và chiều cao tới vai từ 1,2 đến 1,8 m Trọng lượng của voi châu Phi khoảng từ 400 đến 900 kg, con được thường lớn hơn con cái. Chúng có bộ lông màu xám hoặc nâu, đầu lớn và vòi dài. Vòi của chúng có hai ngón tay chứ không phải một như ở voi châu Á. Vòi của chúng có khoảng 40.000 cơ, giúp chúng có thể thực hiện nhiều hoạt động khác nhau. Ngà voi châu Phi dài tới 3 mét và nặng khoảng 15-20 kg. Cả voi đực và voi cái đều có ngà. Chúng có bốn cái răng hàm lớn, mỗi hàm có hai cái, mỗi cái có đường kính 10cm và dài 30cm. Răng hàm của chúng mòn dần theo thời gian và được thay thế bằng những cái mới. Voi châu Phi là loài động vật ăn cỏ, ăn chủ yếu là cỏ, lá cây, cây gai, quả và vỏ cây. Chúng có thể ăn được nhiều loại thực vật khác nhau kể cả những loại có chứa chất độc. Chúng có thể ăn được khoảng 5% trọng lượng cơ thể mỗi ngày, tương đương với khoảng 225 kg cỏ và lá cây. Chúng cần uống nước mỗi ngày, nên thường sống gần các nguồn nước như sông, hồ hay đầm lầy. Voi châu Phi là loài động vật sống theo đàn, có thể có từ 3 đến 40 con. Chúng có hệ thống xã hội phức tạp, với nhiều mối quan hệ khác nhau. Một đàn voi thường bao gồm một con cái thống trị, gọi là matriarch, và các con cái và con non khác. Con cái thường ở lại với đàn gốc suốt đời, trong khi con đực thường rời đàn khi trưởng thành. Con đực thường sống đơn độc hoặc theo nhóm nhỏ, gọi là ba herd. Con đực và con cái chỉ gặp nhau vào mùa giao phối, khi con đực cạnh tranh với nhau để giao phối với con cái. Con cái mang thai trong khoảng 22 tháng và đẻ một con, trung bình là 2 đến 4 năm một lần. Con non được chăm sóc bởi mẹ và các con cái khác trong đàn, gọi là ao tai. Con non có thể bú sữa mẹ đến 4 năm tuổi và có thể sống đến 60 đến 70 tuổi. Voi châu Phi là loài động vật có khả năng giao tiếp phong phú bằng cả âm thanh, cử chỉ và nước tiểu. Chúng có thể phát ra nhiều loại tiếng kêu khác nhau như gầm gừ, rống, kêu nhỏ, kêu lớn, kêu gọi, kêu đe dọa hay kêu đánh nhau. Chúng cũng có thể dùng cử chỉ bằng đầu, đuôi, vòi, mắt hay tai để bày tỏ tâm trạng hay ý định. Chúng cũng có thể đánh dấu lãnh thổ bằng nước tiểu hoặc phân để thông báo cho các đàn voi khác về sự hiện diện của chúng. Voi châu Phi là một loài động vật quý giá và biểu tượng của châu Phi, nhưng cũng đang đối mặt với nhiều nguy cơ bảo tồn. Số lượng voi châu Phi đã giảm đáng kể trong những thập kỷ qua do mất môi trường sống, săn bắn trái phép, xung đột với con người và bệnh tật. Hiện nay, chỉ còn khoảng 20.000 con voi châu Phi còn sống ở châu Phi các dự án bảo tồn voi châu phi đang được triển khai ở nhiều nơi nhằm bảo vệ và phục hồi quần thể voi châu phi cũng như nâng cao nhận thức và tôn trọng của con người đối với loài voi châu phi kênh hành trình bảo tồn